C và câu D là ta đều sử dụng cái kết quả của câu B để chứng minh. Đó là những trường hợp đặc biệt của tam giác vuông có một góc 15 độ. Ví dụ như câu C cho tam giác vuông có đường trung tuyến góc này là 15 độ, diện tích của ABC bằng 16, tính BM. Câu C này sau khi đã biết kết quả của câu B thì làm câu C rất dễ. Mình sử dụng kết quả của câu B ta có này, trong tam giác ABM là vuông tại A, góc B là bằng 15 độ, thì cạnh huyền bình phương bằng 4 lần tích của hai cạnh góc vuông. Mà AM này bằng nửa AC, như vậy là mình đưa 2 vào đây, 2 lần AM, còn 2 nhân với AB nhân với AC. AB nhân AC thì bằng 2 lần diện tích của tam giác ABC. Mà diện tích của tam giác ABC bằng 16, nên biểu thức này bằng 64. Từ đây suy ra BM là bằng 8. Vậy ta đã xong câu C. Câu C tương đối dễ, cứ suy nghĩ một chút là sẽ ra thôi. Câu D, nếu tam giác mà có một góc bằng 75 độ, tam giác mà có một góc 75 độ, mình vẽ góc A bên dưới đi, B AC, đường cao CH là bằng nửa AB, tầm vậy là đẹp không? CH góc này 75 độ. Chứng minh là tam giác ABC cân. Vậy nhiều khả năng mình sẽ đi chứng minh cái tam giác này là cân tại B. Để áp dụng kết quả của câu B thì mình phải tạo ra một cái tam giác vuông mà có một góc là 15 độ. Thì lúc đầu các bạn sẽ nhìn thấy là đây góc này là 15 độ. Thì chúng ta thử áp dụng cái kết quả của câu B trong tam giác vuông AC thì các bạn sẽ suy ra được là AC bình phương bằng 4 lần AH nhân với CH. Các bạn tách cái này vào đây, lấy 2 vào đây, còn 2 lần AH nhân với 2 lần CH thì bằng AB. Như vậy là 2 lần AH nhân với AB bằng AC bình phương. Đến đây thì mình không suy ra được điều gì cả. Đúng rồi, cũng không suy được điều gì. Như vậy là khả năng mình phải dùng cho một cái tam giác vuông khác. Thế thì thầy tạo ra một tam giác vuông bằng cách là mình kẻ cái đường vuông góc xuống đây. Và mình đi chứng minh được M là trung điểm của AC thì tam giác ABC mình sẽ cân tại B. Vậy hướng làm của bài này là như thế. Tuy nhiên là chúng mình cũng không dễ đâu, đề trông ngắn vậy thôi. Chúng ta sang câu C này. Từ B, hạ BM vuông góc với AC tại M, ta đi chứng minh M là trung điểm của AC. Tuy nhiên chứng minh cũng tương đối khó. Trước tiên là thầy phải nhắc lại một kết quả để các bạn nhớ lại.
kết quả. Kết quả này là trong cái quá trình chứng minh của câu B này là có một tam giác vuông một góc bằng 15 độ BAC, đây là đường cao AH, thì mình có một cái kết quả là AH là bằng BC trên 4. Các bạn xem lại cái phần chứng minh của câu B này nhé. Như vậy thì mình sẽ thấy là trong cái tam giác ABM này, nếu mà mình tạo ra một cái đường MK này nữa, thì MK sẽ bằng nửa AB, mà MK bằng 1/4 AB, mà HC bằng nửa AB. Vậy tìm được mối liên hệ giữa MK và HC. Đó, mình sẽ chứng minh MK là đường trung bình. Áp dụng trong tam giác AMB là vuông tại M có đường cao MK, còn góc thì ABM bằng 15 độ. Ta suy ra được là MK bằng 1/4 AB. 1/4 AB tức là 1/2 HC. Kết hợp với MK song song với CH do là cùng vuông góc với AB. Từ hai điều này bắt buộc MK là đường trung bình trong tam giác AHC, thì suy ra M là trung điểm của AC, tức là tam giác ABC cân tại đây. Và những bài về sau, những bài câu D này, hoặc là câu B này, là những bài nó cũng ngắn gọn đơn giản thôi, nhưng mà thể hiện trí thông minh của các bạn. Các bạn tạo cho mình để làm sao mà sử dụng được cái giả thiết để chứng minh được. Còn bài 1 hoặc là những câu đây thì áp dụng cái trên này, mình cứ làm là xong thôi. Đó. Thì thầy phương pháp học online đối với thầy, các em đọc bản text về trước, PDF về trước, chuẩn bị làm bài tập, sau đó tham khảo bài chữa, lại quay làm bài tập tự luyện, sau thảo luận với các bạn hoặc là hỏi thầy những bài không làm được. Đó. Rồi, chúc các em